Vô solo. Vô Khải ơi. Duyệt đấy nha. Đánh cẩn thận á. Thua nhiều bị đăng lên YouTube đấy. Lee Sin thì mình nghĩ là lấy kiệt sức thiêu đốt là hợp lý. Bảng Ngọc thì mình nghĩ là bảng Ngọc sốc điện. Sốc điện là hợp lý. Cái này thì mình nghĩ là lấy máu là hợp lý. Đấy, đấy là những cái mà mình nghĩ là hợp lý. Còn khỏe hay không thì không biết. Khải chọn bảng nào chọn nha, không chọn giống nha, chọn bảng nào em thấy khỏe nha. Để sẽ test thử thêm bảng nào khỏe, chứ bây giờ đang chưa biết bảng nào khỏe. Anh chứ anh nghĩ là sốc điện là khỏe nhất rồi. Hai cái bảng sốc điện với cả nhánh kiên định anh nghĩ là ngon nhất. Mà nghĩ thôi. Round 1 fight. Lỡ copy à, thằng Khải này. À không sao không sao, nó có gọi là tốc biến. Không, chơi solo ai chơi để tốc biến mà. Copy à, không sao không sao, copy cũng được, copy cũng được. Anh nghĩ bảng này là khỏe nhất, nhưng mà anh không biết là bảng chinh phục thì đánh như thế nào. Chinh phục thì chắc là lấy thêm với kiên định, nhưng mà anh nghĩ là đánh không có bảng này. Đánh thử nha, anh thử nha. Ấy quên mất không lấy tốc độ đánh rồi. Thôi nhưng mà không sao, không lấy thì thôi. Bỏ bản triệu hồi Eri hả? Ui, Lee Sin bỏ bản triệu hồi Eri gì? Lee Sin sốc điện á, là rỉa máu đó, chứ không phải là dồn đam đâu. Tại vì cái sốc điện á, mặc dù nó hồi hơi lâu thật, 25 giây lúc đầu, nhưng mà đánh thường e cái là sốc điện nổi lên rồi. Em thấy Khải đánh ao trình chưa? Ngon lên rồi đánh nha. Ui, đánh nó không mất máu cơ. Lính rồi. À, anh em thấy Khải đấm tôi như con nó luôn không? E thế mà không trúng nhở? Sao tôi lên leo trước tí tôi cũng hồi được máu à? Ôi chưa chỉnh nút, chưa chỉnh nút, chưa chỉnh nút. Ôi chưa chỉnh nút. Cái pha vừa rồi là pha chưa chỉnh nút nha anh em ơi. Rồi rồi rồi. Bùm. Bà làm bùm. Bà làm bùm. Bà làm bùm. Nào 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 nào. Đấm nhau, đấm nhau, đấm nhau Khải. Ây em mất con xe rồi. Ôi, em Khải này nó quy thế là tâm lý rồi. Tâm lý không vững rồi. Ta là tiền bối và trong cuộc chơi này ta đã tìm kẻ bằng bốn nhân. Tâm lý không vững rồi, kỳ thế rồi. Lại, ok, 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 từ từ. Tham. Là cái tên kỳ lạ, tham, nghĩ là gì vậy? Đổi team. Chuyên nghiệp Khải ơi. Chuyên nghiệp. Theo cái vơ thì nó phải vậy. Anh là vơ 1. Tí nữa game 2, game 3 em mới vào. Một cái gì anh trai. Theo cái vơ nó phải thế nhá. Em đọc bài rap cho em nghe bài rap chưa? Là mình phải vào trước. Kiểu rap đít mà thằng sau đít thằng trước. Mình phải vào trước là mình phải thắng trước. Xong rồi cái trận này thì thằng Khải thắng. Xong rồi Khải sẽ bảo là đừng gáy đi anh trai. Chắc anh chưa biết đi anh cây này là ai. Đừng gáy đi anh trai, chắc quên mất điên cây này là ai. Từ hai cho đến hạn chót tao nhường tụi mày và lấy phần còn lại. Đấy, nó phải thế. Round 2, fight. Anh mang thu thập nhãn cầu lần gì có đánh nhiều đâu. Ừ, nhờ anh quên, đáng lẽ là lấy cái điểm Koro, Poro. Anh quên tay ấy mà. Không sao đâu, đánh thì cũng không đến mức mình phải cắm mắt ra cắm mắt vào đâu. Khải lấy chinh phục này. Anh nghĩ cái chinh phục thì nhiều khi là cửa hơn.
Tại vì có cửa đánh nhưng chữ hơn hay không thì không biết, nhưng mà có cửa đánh. Cái này là giảm 28% thân vật lý này, cái này giảm 3%. Ví dụ mình đấm đấm 500 máu. Giảm hiếu thôi. Hòa máu giờ tăng quy rồi, Khải nó vội. Nó vội. À, chạy. À, đau quá. Đau quá, hết máu tôi rồi. Chết rồi, anh em thấy chưa, tôi bảo rồi, cái bài hát nó phải thế, nó phải vơ 1 đến vơ 2. Rồi đến lượt thằng Khải nó nói này, ngừng ấy đi anh trai này, xem cái mất điên cây này là ai này. Đó. Ôi, tăng nhầm chiêu rồi. Ơi, quên mất không dùng E để sốc điện. Anh em thấy chưa? Đúng bài hát chưa? Ngừng gáy đi anh trai. À, chắc anh quên mất điên cây này là ai. À, gáy đi anh trai. Nó chuẩn cái lyric. Tôi mặc gro rồi. Khải đánh phủ đầu mình quá, đỡ không được anh em à, đỡ không được. Final round, fight. Đó, mình vô mình thử xem nó tăng gì thôi, giờ mình đi về à, mình đi thẳng về luôn, mình không đánh nhau. Mình vô mình xem nó tăng gì thôi, Giờ nó vô nó bị chú bắn một hit đi thì tôi ở lại. Điên cây, thiên tài à, gì à, cái này là gì à? Sáng tạo. Đấy. Chinh phục nhịp độ trước người. Cái này sao tương phép này. Còn cái nào sao tương phép không? Còn có cái này sao tương phép được không? Còn mình trúng cái này cũng nhiều mà. Ôi hai con lính, ừ ăn được. Hòa lính, hay không hòa, không hòa mình thua. Rồi nha, tôi có thể lính thì nha. Ui, thằng Khải này, nó e quả được đấy nhở. Mà không sao, tí mình hồi được máu mà. Lát qua nhở. À, là bây giờ mình thắng là do Khải lag đúng không? Còn mình thua là ở Sài Gòn mà kêu lag là chết anh rồi. Anh ở miền Bắc ping tận 29. Rồi, Khải ăn lính kìa. Ui, mình kiến thức lỗi rồi. Má cái nhịp độ. Người gái đi ăn trai. Chắc em quên mất lì vai. Đây là ai? Nói chứ. Họ bối nhường tiền bối. Là tốt nha em.
Họ bố nhìn tiền bố như thế là tốt nha em. Nó biết mình già rồi mà, nó đánh để cho mình kiểu mình có niềm tin vào cuộc sống tí á, chứ bây giờ nó đánh nó hành mình quá, mình đánh không nổi. Khải thả mình mà, cái W quy vào là thế nó thả rồi. Khải nó thả, nó mặc pro trước.